tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng xạ thủ Hayate cho anh em xem. Hôm qua thì mình có đọc bình luận, có bạn kêu mình làm clip về vị tướng Hayate. Mình nhớ là vừa mới làm Hayate mà. Nhưng thực ra một điều đó chính là mình có làm clip về Hayate cũng mới đây thôi. Nhưng mà mình úp ở trên cái mình úp ở trên fanpage cho các bạn ạ. Cái gì đây? Mới vào thôi nhá. Mới vào thôi, đừng có hành hạ người ta quá nha. Tôi ghét là tôi ôi. Chết rồi các bạn ơi. Mới vào thôi. Đã làm được cái gì chơi đời đâu mà mấy thằng Winner nó lôi mình vào, nó bắn mình luôn. Lào thế nhờ. Mới vào thôi mà. Đừng có để anh Hảo nóng nhá. Hảo mà nóng lên một cái là mình sẽ sơi tái làm bảng luôn á. Nhờn hoài ta. Mới vào đây hù dọa tem bạn phát cho tem bạn nó sợ teo hàng chơi. Úi giời. Hù thế thôi chứ thật ra thì Hayate đầu trận nó cũng yếu các bạn, không có mạnh. Bởi thế đâm ra thì mình thấy rằng cái con tướng Hayate này nó đi cùng với cả Toro nó rất là hợp nha. Hayate thì đi cùng Toro, đi cùng Mina này, đi cùng Than này, cực kỳ hợp luôn. Có thể nói là ba cái con tướng support mà mình vừa với kể á, nó đi cùng với cả những cái vị tướng xạ thủ mà đánh như kiểu ôi giời ơi đấy, Hảo nóng rồi đấy. Thấy chưa? Đã thấy Hảo nóng chưa? Đừng có bướng nhá. Bướng này chết với Hảo đấy, đừng có đùa nha con. Ui dồi ôi, na tới anh em ơi, thôi xong bé bò toang rồi. Rồi xong bé Zuka ngéo luôn rồi, ngéo luôn rồi, ngon rồi, 1-2-3 chơi luôn. Nó không thấm mấy các bạn. Đáng lẽ mình phải đánh thường hoặc là mình xài chiêu một trước, nếu mình trúng thì mình ngon chứ. Ô thành cao su là 3-0 luôn rồi kìa. Mình ăn được vị tướng Nagarot em bạn, mình máu quá. Nóng rồi đã, bắt đầu nóng rồi đã. Đầu trận thì có thể Eo Su sẽ mạnh, nhưng mà đến cuối trận thì mình thấy Eo Su nó cũng mạnh. Nhưng mà không mạnh bằng mình đâu. Mình thấy Eo Su là con tướng rất khó chơi thời điểm hiện tại nha. Băng, chơi nè. Ai chà, tốc biến ạ. Tốc, con nhà bà biến ạ. Tốc biến ạ. Làm sao? Bạn muốn sao? Bạn Mina này muốn như thế nào? Nói luôn. Không nói nhiều, nói luôn đi. Nói luôn đi. Một. Ôi dồi ôi, thấy hai thằng nó còn tí máu mà thèm rớt nước miếng luôn các bạn ạ. Mình mà có cửa mình bay vào là mình húp luôn đấy. Mình sợ cái thằng Mina nó còn chiêu cuối các bạn ạ. Nó mà còn chiêu cuối là mình bay vào một cái lỗ ulti là mình dính cước nó ngay. À, núp nè, rồi xong nó chết với mình rồi. Làm gì còn chiêu cuối nữa mà đòi đấu với Hảo. Ghê chưa. Các bạn đã thấy sự lợi hại của Hayate trong tay của mình chưa? Cho mình một like liền đi các bạn ơi. Đánh cứ đó không ai like, mình buồn lắm. Mình buồn lắm ai ơi, buồn quá đi thôi. Tôi biết trách ai bây giờ, trách mình gà thôi nhé. Yo. Trời. Toro máu thế. Vâng, ra ta cho mình nhờ. Ra ta cho mình biết bay nha các bạn. Ôi, bay như chim luôn rồi. Rồi tốc biến chạy qua bên bức tường rồi, mình tỉa vào vị tướng Mina nè. Đánh cái trụ luôn nha, đánh cái trụ trước nha. Nhưng mà Vera nó tới. Vera tới này. Trang phục này là trang phục Hayate Ngân Lang. Hôm trước thì trang phục này nó bán có hơn 100.000 hả? À, hơn 100 quân huy thôi, 100 mấy quân huy ấy, rẻ. Mà trang phục này đẹp ấy. Không biết đợt đó có anh em nào có sở hữu không? Lâu lâu có nhiều cái trang phục nó kiểu khuyến mãi á. Nó bán khá là rẻ các bạn. Thường thường có 100 mấy à. Mà trang phục bậc S rõ là đẹp. Mình thấy trang phục này chất lượng phết. Hiệu ứng kỹ năng, hiệu ứng âm thanh thì nghe chất vãi. Ai da, ui da. Còn cái trang phục này thì ngày xưa của mình á, thì mình mua từ thời xưa cơ, lâu lắm rồi. Nhưng mà hồi đợt trước vừa rồi ngày xưa nó là cái trang phục Valentine các bạn. Nó là trang phục hữu hạn. Nhưng mà cái đợt vừa rồi nó mở bán, mà không biết bây giờ còn mở bán không ta. Mình không nhớ nữa, hình như là vẫn còn bán ấy. Bán hay không biết, hay là nó bán xong một thời gian nó lại thôi á. Mình cũng không rõ nữa, tại lâu rồi không vào cửa hàng. Nhưng mà đợt trước, mới cái đợt gần đây thôi, tầm tháng trước à, tháng 2 tháng trước gì đó. Bán có 100 mấy quân huy, 139 thì phải.
lấy cái trụ nào, lấy cái trụ nào. Anh em chơi mà có nhiều trang phục á thì tỷ lệ thắng mình thấy nó sẽ cao hơn những cái trang phục mà nick kiểu không có miếng trang phục nào nha. Mình nói thiệt đấy, tại vì mình cày thuê nhiều mình biết. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, rồi ôi, ui rồi ôi, ui rồi ôi. Nào, 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 lao vào, lao vào, giết luôn, không cho để trứng các bạn ạ. En, 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 en. Bằng 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 bằng. Mình cũng không hiểu biết tại sao là lại nhiều trang phục nó lại dễ thắng hơn nữa. Mà kiểu giống như là khi mà mình chơi cái nick mà có nhiều trang phục ấy là tỷ lệ thắng tần vào á, không gặp mấy cái thằng mà nó phá phá game nhiều đâu, ít lắm, nói chung là cũng gặp mà ít. Còn khi mà các bạn chơi mấy cái nick mà có trang phục mặc định nhé, trời ơi vô một cái gánh không nổi luôn, mình khứa nó phê vãi nồi các bạn ạ. Còn cái mà mình ai à, ai à, còn khi mà mình sử dụng những cái nick mà nhiều trang phục ấy vào, hoặc nhiều lúc mình vào mình bú win thôi cũng thắng nữa, đồng đội mình nó gánh cho mình á, thiệt mà. Cũng là một cái nick mình cày từ ôi rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ăn ái chà chà, ái chà chà. Ái chà chà, ái chà chà, ái chà chà, ái chà chà. Ui, lấm tèn, lấm tèn. Cũng là một cái nick mà mình cày một cái nick này một thời gian nó nhanh hơn, còn một cái nick kia nó nhanh thời gian nó lâu hơn, lâu vãi trưởng luôn các bạn. Tại gặp mấy thằng phá game không à. Ui giời ơi. Úi giời ơi. Wow, 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 wow. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ghê quá. Rồi, Zata, ui, Zata nó bay kìa các bạn. Ủa, bay như chim luôn nha, không đùa được đâu nha. Trận này team mình có Zata gánh rồi. Mình cũng chỉ vào bú win Zata thôi. Bằng, 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 bằng. Ê 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 ê. Du cai tay mình phế quá các bạn ơi. Hơi phế rồi. Toro giờ chỉ cần bảo kê mình là mình bắn hết. Du cai nó không xài mana, đâm ra mình sẽ sơi con blue này luôn nhá. Mà thôi để cho bạn đó ăn, cho bạn nó xanh lên chứ bạn ấy phế quá rồi. Ái chà. Ái chà, ái chà. Ui dồi ôi, hất tung một phát bay cứ như chim ấy. Vãi cái Toro ạ. Hát tô một phát bay lên trên tít trên trời cao luôn. Bang 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 bang. Nhưng mà anh em mà muốn cái nick mà nó nhiều trang phục ấy thì phải nhiều tiền. Đó. À chà 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 chà. Chơi ông, chơi ông, chơi nè. Ui da đậu săn cái bò con rồng này láo tí à. Nó hất tung mình thế sao mà mình chạy được nữa. Bù lao bù lếu quá con rồng ấy. Trời ơi, em su bên kia nó thứ dữ rồi các bạn ơi. Ôi gặp Elsu thứ dữ rồi. Thằng này không phải vừa đâu các bạn ạ. Ôi nó đánh ghê quá. Rồi xong ra phiên nó chạy mất rồi. Trời đất. Tiếc ha. Gặp thằng Elsu này thứ dân VIP rồi. Lâu lâu mới gặp được người chơi Elsu được ấy. Còn toàn mình gặp mấy ông Elsu phế vãi vật. Chán lắm. And... Anh em xem clip của mình cho mình một like với nha. Mình sẽ ăn cái con bù đỏ này. Ăn thôi các bạn ơi. Tại vì mình thấy rằng Zuka theo mình bạn ấy không gánh được team nữa rồi. Và trận này có thể sẽ là vị tướng Zata. Và mình sẽ phải gánh team trận này. Chơi này, 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 chơi 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 1 2 3 chơi luôn. Bay vào húp được mạng rồi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Không ai thấy mình hết các bạn. Trời giời ơi, di chuyển đúng quá thông minh luôn. Không có ai. Ủa sao tụi nó biết mình trong này ta? What? Hai thằng luôn. Tụi nào cũng biết. Zephyr nó cũng biết luôn. Em đang tính cướp cái con blue của nó thôi mà nó bắn em chết luôn rồi các bạn. Mình này, mình cửa này, ác quá. Anh em nào muốn mua nick thì vào shop anh hảo.org của mình dưới phần mô tả ấy nhá. Hoặc các bạn có thể nhắn tin thẳng cho mình ở Zalo hoặc là fanpage luôn cũng được. Rồi. Rồi, rồi. Là cà rốt nó giết chết này. Chết chắc. Đó, sao Zuka chạy được? Tại vì Zuka tem mình nó hơi non. Đúng ra là cà rốt nó đòi thịt ngay. Bạn nào mà muốn mua nick phun tướng phun ngọc á
Thì có thể nhắn tin cho mình luôn nhá, mình kiếm cho nhá. Giá nó khá là rẻ thôi các bạn. Từ 800 ngàn là có cái nick phun tướng, phun ngọc à, đỡ phải cày mệt. Ui ôi, đông thế. What? Cố gắng ăn con quái xong một cái thôi mà không ăn được, đồng đội mình đã chết rồi. Ái chà chà, rồi xong, toang rồi đi về thôi. Nhiều bạn bị mất nick hoặc là các bạn mà muốn tạo nick mới chơi ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn nó không nên. Tại vì bỏ ra mấy trăm ca ấy. Ôi dồi ôi, là các bạn có được cái nick gọi là phun tướng rồi, đỡ phải cày, cày tướng mệt lắm. Cày bao giờ mới được 18 ca vàng mà một con tướng, mày chết này thì bướng này. Thiệt sự luôn. Còn các bạn mua có mấy trăm ca là phun tướng rồi, có phun ngọc nó cho anh em tha hồ ghép. Chơi cho sướng. Chứ còn bây giờ mà đi tạo nick mới chơi thì bao giờ mới mua được. Tạo nick mới chơi như này cày mãi mới được có mấy chục con à, 30-40 con. Trời ơi, rừng 06 luôn các bạn. Khiếp. Quá đáng sợ luôn. Trận này mình mới cả Zata lại phải gánh rồi. Zata đem mình 12-2 luôn kìa. Trận này tem bên kia có thanh niên Elsu đánh hay em nhé. Elsu đánh hay này. Tem mình thì có Zata này. Còn mình thì đấy các bạn cũng biết rồi đấy. Nhưng mà 2-1 không chột cũng què. Tem mình có 2 người đánh hay lắm. Mình cũng đánh hay. Mà tem bạn chỉ có một mình Elsu làm sao đỡ được. Sao mà đỡ được. Sao mà đỡ được. Chơi không? Chơi nè. Chơi nè, Zephyr nè, vô nè, vô kèo nè. Zephyr muốn chiến đấu với mình à? Bạn muốn chiến với mình à? Chiến luôn, 1-2 bạn chơi luôn nè. Đi đâu mà vội mà vàng? Hả? Đi đâu mà, ê, bày. Ui dồi ôi, tí chết. Nó mà luốt cái thêm cái trụ cuối này, chết thẳng cẳng rồi. Thôi đi về. Về thôi các bạn. Trên mạng ấy, có nhiều người họ bán nick rất là rẻ ấy. Các bạn lưu ý một điều nhá, không có cái gì rẻ được đâu các bạn ơi. Trời ơi, mấy thằng rẻ, mấy thằng lừa đảo á. Bởi vậy đâm ra mình đã bán nick rẻ nhất cả cái thế giới này rồi. Mà anh em lại vẫn nghĩ rằng có người bán rẻ hơn nó thì chết luôn đấy nha. Coi chừng bị lừa đấy nha các bạn. Không có cái gì rẻ mà ngon hết trơn á. Rẻ là đồ thiêu, đồ thúi không à. Mình bán nick uy tín này, anh em không mua, anh em cứ đi lên trên mạng anh em kiếm mấy cái nick tào lao mấy lao. Rồi cái kết chất work. Mất tiền luôn. Lấm. Hồi nãy thằng nào quấn mình đúng không? Thằng Na đúng quấn mình đúng không? Ăn bùa đó cho nó biết mặt luôn nè. Hết con blue xài luôn. Thấy chưa? Đã thấy buồn chưa? Lên. Trận này nói chung là lúc chọn tướng là mình biết team mình thắng rồi. Tại vì team mình có Toro đi support là mình biết rồi. Mà cộng thêm team bạn có vị tướng Elsu là mình hiểu cảnh đời rồi ha. Hiểu cảnh đời rồi ha. Ui. Tại vì sao mà mình lại bảo nhiều lúc á mình chơi là mình chọn tướng là mình biết team mình thắng hay thua luôn. Ghê không? Chứ còn biết đánh hay sao luôn, hơn nhau ở cái chất tướng nữa. Trừ khi đồng đội mình nó quá tệ thì mới thua thôi. Chứ chất tướng của team mình là hơn team bạn. Nếu mà trận này mà ra ta mà không gánh là mình cũng gánh. Có Toro quẻ đằng trước mình đứng sau mình tỉa hết. Nó hơn nhau ở chất tướng đó các bạn. Không phải là người ta chọn tướng mà người ta muốn chọn sau đâu. Chọn sau là chọn mấy con tướng khắc chế ấy. Không phải cứ chọn trước là ngon đâu các bạn. Trước là mình sẽ chọn vào những cái con tướng mà người ta có thể khắc chế được mình. Còn mình sẽ không bị khắc chế được họ. Ôi thôi chết rồi, anh gấu béo sao thế kia. Chơi gì mà phế vãi rồi với anh gấu béo. Anh chơi gì anh chết em rồi. Trong cái đó dừng cho mình nó phế vặt luôn đó bạn. Mà cứ yên tâm, trận này mình lo được. Đi Toro, Toro tanh đi, lên check map đi. Đậu xanh lên check map là mình xử hết à. Mina gặp mình bây giờ là mình dã cho thì có mà còn răng đâu nữa mà ăn. Không còn răng mà ăn cháo các bạn. Kasa luôn. Kasa đi. Tem bạn đâu ta? Sao thấy màn hình tôi thui à? Các bạn chơi game các bạn để ý. Ôi ôi tem bạn ba thằng ở bên trên rồi, xong tem bạn thua rồi. Đây, con Kasa này là kết thúc trận đấu luôn nha các bạn.
thắng luôn này này. À mọi người xem nào. GG cho bạn GG là 100% là thua luôn, 100% là thua luôn nha các bạn. Không có cơ hội nữa rồi. Tại vì để cho team mình ăn Kasa cái phút quyết định mà để cho người đối thủ ăn Kasa thế thì còn gì? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ôi bỏ chết rồi. Bị trụ nó bắn 3 phát, 4 phát thì sao ấy. Bắn còn tí máu nữa. Nhưng mà không sao bạn ơi. Thắng rồi còn đâu. Em su giờ bắn hụt. Không, game là dễ các bạn. Trời ơi, mất con Kasa là coi như là mất trận đấu luôn. Ôi, kinh nghiệm chơi game nhiều năm mà mình biết mấy cái điều đó lắm. Bởi vậy đôi lúc là các bạn đang ăn Kasa mình hay ra mình phá đó các bạn. Mình phá hoặc là mình chết luôn cũng phải chấp nhận nữa. Tại vì đằng nào cũng thua, mất Kasa rất là dễ bị thua phút thứ 15 đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nha. 2AT tới đây là kết thúc. Bye bye.